Đấy. Riêng gỗ cụ ta Quảng Bình mà càng có tâm càng lại càng đẹp. Bởi vì vân nó xuất phát từ tâm mà. Đấy, vân nó xuất phát từ những cái tâm gỗ này mà. Đấy, còn nếu mà những cái chỗ không có tâm thì nó lại không có vân. Đấy. Đấy. Gỗ đẹp đến 90-95%. Bởi vì là không có gỗ mới để quý khách hàng có thể nhiều sự lựa chọn đối với cái gỗ ta Quảng Bình nữa. Gỗ nó đã hết rồi. Bây giờ nếu mà gỗ cụ là Campuchia ấy, thì rất là nhiều luôn. Thế tuy nhiên giá thành gỗ cụ Campuchia thì nó sẽ rẻ hơn. Như là nó không có vân mà chất gỗ nó sẽ không chắc, không lì, không mịn như thế này được. Xin chào các bác nhé, hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thì hôm nay chúng tôi có quay theo yêu cầu của anh Quang tại Hà Nội, một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào gỗ cụ, gỗ ta quý vị nhé. Đây, một Minh Quốc Đào gỗ cụ ta bao gồm 6 món. Thì hôm trước chúng tôi đã có cái clip rồi, thế nhưng mà anh Quang anh muốn xem lại một lần nữa chi tiết cũng như là tổng thể bộ sản phẩm này. Thì tôi cũng quay lại một lần nữa cho anh Quang. Anh đang quan tâm đến bộ Minh Quốc Đào chim gỗ cụ, chất liệu gỗ cụ ta. Đấy thì đây, trước mắt cái khách hàng đây là cũng như là báo cáo anh Quang, đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây. Bao gồm 6 món chất gỗ cụ ta. Đấy. Thì đây là sản phẩm còn xuống màu. Đấy, màu gỗ cụ đã xuống màu quý vị nhé. Để đi vào cái chi tiết, cái đường nét chi tiết cho khách hàng xem được thì đây. Đây, các bác nhìn phát là biết luôn. Đấy, bác nào sành gỗ cụ biết đây là vân gỗ cụ ta này. Đấy, gỗ Lào không để có những cái vân như này đâu. Đấy, vân này. Vân này. Đấy, gỗ ta gỗ Quảng Bình nhá, rất là hiếm. Hiện tại nếu mà để đặt đóng mới thì có lẽ rất là ít, chỉ những cái xưởng nào mà còn sót lại gỗ thôi. Sót lại gỗ thì mới có gỗ cụ ta thôi. Đấy, còn đa số là gỗ Lào hay là nhập khẩu Nam Phi, nhập khẩu Lào, Campuchia. Đấy, đây là hình ảnh của chiếc chiếc ghế nhỏ đây. Đấy thì tôi quay cho anh Quang xem thì chúng tôi vừa vệ sinh sạch sẽ thôi, cũng mới vệ sinh sạch sẽ thôi. Đấy, còn những cái này thì nếu mà anh Quang mà đồng ý lấy thì chúng tôi sẽ oánh vét ly hoàn thiện, nó sẽ bóng bẩy hơn nữa nhé. Đây là chúng tôi mới vệ sinh qua thôi, mới vệ sinh qua thôi. Đấy thì cũng báo cáo luôn mấy anh Quang và quý khách hàng là cái gỗ cụ ta này là cái nó có hay có tâm gỗ này. Đấy, tuy nhiên là cái tâm của gỗ cụ ta này, tâm nó rất là lành, tâm nó lành, nó chỉ bị rịa ở trong cây gỗ nhỏ này rồi thôi, nhưng mà còn nếu mà sử dụng thì là hoàn toàn yên tâm là nó không bị nứt nữa nhá. Đấy, thì các bác nào mà dùng gỗ cụ ta nhiều thì các bác biết là cái tâm gỗ cụ ta nó rất lành, nó không như là tâm gỗ lim hay là một số cái loại gỗ khác nếu mà tâm gỗ thì rất là nguy hiểm. Tuy nhiên là gỗ cụ ta là tâm nó rất lành. Đây, vân gỗ đây. Đấy, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy, bộ sản phẩm này tương đối là đẹp. Đấy, không, chúng tôi không cam kết là 100% là gỗ đẹp được 100% đâu. Bởi vì là gỗ cụ nó cũng có hay có mắt đó, hay có mắt, có tâm á. Tuy nhiên là cái tâm gỗ nó rất là lành. Đấy thì tôi cũng nói trước với khách hàng là tâm gỗ đấy. Còn những cái này là cái vệt đen này cũng là tâm gỗ nhá. Đấy, tuy nhiên là đây qua này, cái bộ này chúng tôi để rất lâu xuống màu này. Tâm gỗ nhưng mà tâm gỗ nó rất là lì nhá. Đấy các bác ạ. Cái tâm gỗ như là nó lì hơn cả ở bên ngoài nữa này. Nên là không bao có chuyện là nứt. À, khách hàng lo nứt như là không bao giờ lo nứt như cái tâm gỗ này nhá. Đây. Cái tâm gỗ cái thớ gỗ nó rất là lì các bạn. Đây, nó rất là lì luôn. Không phải lo là gỗ nó bị nứt hay cái gì cả. Đấy, bởi vì là gỗ là chúng tôi cũng để rất là lâu rồi. Gỗ để rất là lâu rồi. Đây, gỗ để rất là lâu rồi. Đấy, thì các bác nào biết gỗ cụ ấy, cũng phải tham khảo. Đấy, chơi gỗ này. Đây, hôm trước là tôi cũng quay rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ quay lại một lần nữa cho khách hàng yêu cầu xem lại một lần nữa. Đấy là về tổng thể, đây là tổng thể của hai chiếc ghế nhỏ đây. Đấy, tôi quay về cái dáng ghế nhá. Tôi quay về cái dáng ghế cho anh Quang anh xem được cái dáng ghế của nó đây. Đấy, quay tổng thể là cái dáng ghế nó nhìn nó rất là cân đối hài hòa, cột 12. Đấy, đây. Nhìn cái dáng ghế nó rất là hợp lý, cân đối này, đục đầu lưng chân móng này. Dáng ghế đây. Đấy, đây là dáng ghế nhá. Đấy, quay đến chi tiết hơn này. Quay hơn chi tiết hơn là mặt ván đây. Mặt ván vân đây. Đấy. Mặt ván vân đây. Đấy. Chúng tôi mà hoàn thiện đánh vec ly nên là nó sẽ bóng bẩy hơn nhé. Đây là chúng tôi chỉ vệ sinh sạch thôi. Vệ sinh sạch thôi. Đấy. Đây. Cột thì là cột là nó vẫn có tâm thôi. Tuy nhiên là cái tâm nó rất là lành. Khách
khách hàng nếu muốn lo tâm nứt thì không phải lo về tâm nứt nhé. Chúng tôi sẽ đảm bảo là tâm gỗ nó sẽ không bị nứt như những cái loại gỗ khác. Đấy, đục là đục đào chim, xương đục đào chim, xương đục đào chim. Đấy. Riêng gỗ cụ ta Quảng Bình mà càng có tâm càng lại càng đẹp, bởi vì vân nó xuất phát từ tâm mà. Đấy, vân nó xuất phát từ những cái tâm gỗ này mà. Đấy, còn nếu mà những cái chỗ không có tâm thì nó lại không có vân. Đấy. Đây, tổng thể trước sau luôn, quay tổng thể trước sau luôn. Đấy, gỗ nó sẽ đẹp đến 90-95%. Gỗ đẹp đến 90-95%. Bởi vì là không có gỗ mới để quý khách hàng có thể nhiều sự lựa chọn đối với gỗ ta Quảng Bình nữa. Gỗ nó đã hết rồi. Bây giờ nếu mà gỗ cụ Campuchia thì rất là nhiều luôn. Tuy nhiên giá thành gỗ cụ Campuchia thì nó sẽ rẻ hơn, như là nó không có vân mà chất gỗ nó sẽ không chắc, không lì, không mịn như thế này được. Đấy. Những sản phẩm này chúng tôi gọi là còn sót lại thôi, chứ nếu mà khách hàng đặt đóng mới thì chúng tôi cũng không nhận, bởi vì là không có gỗ nữa. Bên nếu xưởng nào có gỗ thì cũng chỉ là gỗ lượm lặt nhặt lại thôi. Đấy. Đây nhá, tổng thể nhá. Đây tôi sẽ gửi cho anh Quang. À đây, bên trong này còn hai chiếc đôn nữa. Tôi chưa quay hai chiếc đôn. Đây. Hai chiếc đôn này kích thước của nó là chắc là 40. Đấy, hai chiếc đôn này. Hai chiếc đôn này. Hai chiếc đôn này. Mẫu đục đào chim. Ok. Thì tôi sẽ kết thúc video và gửi cho anh Quang xem. Hiện tại là hôm nay là ngày 25 tháng 11, hiện tại là 11 giờ 20 phút. Ok mọi người nhá.